Vâng, xin được cảm ơn tiết mục vừa rồi. Và kính thưa quý vị thân mến, xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã cùng nhau đến với đêm chung kết 11 nhí Việt Nam 2018. Thưa quý vị thân mến, lời đầu tiên xin phép thay mặt cho ban tổ chức, Hoàng Thành xin được chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta đã rất là nóng lòng để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Và tôi tin chắc rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ không thể nào mà không phải thốt lên những điều vô cùng bất ngờ và những giây phút thật là tuyệt vời dành cho quý vị. Và xin bật mí với quý vị một điều rằng đến với đêm chung kết chương trình 11 nhí Việt Nam 2018 có một điều hết sức đặc biệt, đó là một sự khác biệt so với những cuộc thi khác. Đặc biệt ở đây là vì vị trí của những thành viên trong ban giám khảo. Một cuộc thi có rất là nhiều những thành viên trong ban giám khảo cùng nhau hội tụ có mặt ở đây để đảm bảo tính chất chuyên môn vô cùng cao trong cuộc thi này. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, cho phép Hoàng Thành xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu khách mời cũng như chính là những thành viên trong ban giám khảo của chúng tôi. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nữ diễn viên điện ảnh Thúy Hà. Vị giám khảo tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người đẹp của Đài Truyền hình Hà Nội, diễn viên, MC, biên tập viên Thanh Thảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Đại Mỹ. Xin được giới thiệu nữ diễn viên Thanh Thủy. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Tuân Phạm. Xin được giới thiệu với quý vị vị giám khảo tiếp theo, Hoa hậu Trúc Phú. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Thanh Vân. Vị giám khảo tiếp theo mà chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, xin được giới thiệu siêu mẫu Đinh Quyền. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Bích Phương. Giới thiệu giám khảo Hoàng Tử Vân Đường Bonero. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Triệu Trang, huấn luyện viên La Lam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo, giám đốc sản xuất kênh VTC11, ông Đinh Tiến Hòa. Xin được giới thiệu Á hậu Đỗ. Xin được giới thiệu tài tử điện ảnh Trần Trung. Và xin được giới thiệu. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị và vị ban giám khảo tiếp theo, Hoa hậu Jenny Tuyến. Xin được mời quý giám khảo, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí của mình và làm việc một cách công tâm nhất. Chúng tôi xin được giới thiệu thành viên giám khảo tiếp theo, xin được giới thiệu Hoa hậu Minh Châu. Chúng tôi xin được giới thiệu Hoa hậu Thành Vy. Xin được cảm ơn. Và chúng tôi xin giới thiệu với toàn thể quý vị, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch Hoa Thảo.
Vâng, xin thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây, quý vị ban giám khảo của chúng ta sẽ là những người vô cùng khó khăn trong việc cầm cân đẩy cân để chọn lựa ra những thí sinh xuất sắc nhất trong đêm ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đến với phần thi đầu tiên, phần thi trang phục tự chọn.